Em Thắng chào bà con. Sáng nay nhìn em đẹp không? Em ngầu không? Em thấy em cũng ngầu nhưng bà con biết làm cái gì không? Thấy cái vỏ nhìn cũng sang trọng ha. Ừ, bí quyết là ở đây nè. Đây. Dạ, em đi bán vé số để kiếm thêm cô chú ơi. Hôm nay đi về Ba Chi, xã Thái Trung, trồng cây. Quay bà con ta xem ha. Đi 4 chỗ, đi 5 người, trồng có nhiêu cây đây nè. Nên đem vé số heo bán phụ thêm mấy đủ tiền xăng dầu chạy tới nơi. Bà con theo dõi em ha, coi này hành trình em đi có gì vui không nha. Đứng gần Ba Chi trời. Đi tới nơi rồi bà con ơi, bây giờ bắt đầu xuống cây xong ha, chuẩn bị mấy anh em đi ra kia trồng đó, mấy anh em đi trồng cây. Thì ở đây chính xác là xã An Phú Trung, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Sáng em nói lộn ha, đó giờ trồng dài ra cho chị. Đất này hình như đất ruộng mới lên đó bà con, chắc nó cũng không phèn cho lắm. Rồi giờ mấy anh em đi trồng cây thì em đi bán vé số để kiếm tiền đổ dầu đi về.